Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với K Center số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Ngày hôm nay thì em xin phép được báo giá đến quý anh chị cũng như là các bạn về những mẫu xe hiện đang có sẵn tại cửa hàng em ngay lúc này quý anh chị và các bạn nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có ở đây một chiếc Mercedes-Benz S450 phiên bản Luxury với năm sản xuất là 2019. Chiếc xe này thì hàng đang được chào bán tại K Center với giá là 3 tỷ 150 triệu đồng. Xe đã đi được 50.000 km, biển số đã rút hồ sơ quý anh chị và các bạn nhé. Màu đen, nội thất nâu. Ngay bên dưới chiếc xe này chúng ta có một chiếc SUV gần như là full size đến từ thương hiệu Mercedes-Benz. Chiếc xe này thì đang được chào bán với giá là 3 tỷ 200 triệu đồng. GLE 450 4MATIC với năm sản xuất 2020, xe nhập Mỹ nguyên chiếc. Biển số gốc tỉnh đã rút hồ sơ, lăn bánh được 2 vạn mai quý anh chị và các bạn nhé. Bên cạnh chiếc xe này là một chiếc C200 Exclusive với năm sản xuất là 2021. Chiếc xe này mang biển số gốc Hà Nội đã rút hồ sơ, lăn bánh được 9.000 km rất là ít. Và giá để trải nghiệm chiếc xe này hiện thời điểm hiện tại chỉ có 1 tỷ 325 triệu đồng mà thôi. Khoảng vài tháng trước thôi thì chúng ta phải mua chiếc xe này với giá lên đến gần 1 tỷ 6. Bây giờ chỉ gần hơn 1 tỷ 3 là chúng ta đã sở hữu được rồi. Và ở đây thì chúng ta có một chiếc Lexus GX460. Sản xuất 2010, đã lên form 2015. Chiếc xe này đang được chào bán tại K Center với giá là 1 tỷ 650 triệu đồng. Xe màu trắng nội thất ken, đã độ lên rất nhiều đồ, đã lên form. Chiếc Toyota Land Cruiser ở ngay phía trên này thì bên em đã nhận cọc rồi, nên là em sẽ không giới thiệu nữa. Và chúng ta hãy cùng sang đến hàng bên này của anh chị và các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta có một chiếc GLC 300 sản xuất 2016. Màu xanh đen, nội thất kem, hiện đang được chào bán với giá là 1 tỷ 090 triệu đồng tại Car Center, lăn bánh được 70.000 km. Bên cạnh chiếc xe này chúng ta có một chiếc GLC 200 4MATIC sản xuất 2021, hiện đang được chào giá tại Car Center là 1 tỷ 800 triệu đồng. Xe còn rất là mới, form mới. GLC 200 sản xuất 2021. Phía dưới chiếc hai chiếc GLC này thì chúng ta có một chiếc xe đến từ thương hiệu Peugeot của Pháp, một chiếc Peugeot 2008 phiên bản Active sản xuất 2021, lăn bánh được 2 vạn km, hiện đang được chào bán với giá là 720 triệu đồng. Xe mang biển số Hà Nội quý anh chị và các bạn nhé. Màu đỏ, nội thất đen. Và bên cạnh chiếc xe này chúng ta có một chiếc E180 phiên bản V1 sản xuất 2022, là xe mới, chưa đăng ký, chưa lăn bánh. Giá đang chào bán tại Car Center bây giờ rất là hợp lý, chỉ có 1 tỷ 750 triệu đồng mà thôi là chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe mới. Giá rẻ hơn mua ngoài hãng đến gần 200 triệu đồng. Màu đen, nội thất nâu. Bên dưới chiếc xe này thì chúng ta có một chiếc Honda CR-V phiên bản L sản xuất 2019, biển số gốc thành phố, xe nhập khẩu Thái nguyên chiếc, hiện đang được chào bán với giá tại Car Center là 855 triệu đồng, có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn. Và chúng ta hãy cùng lên trên tầng để xem nốt một vài mẫu xe còn lại trên tầng quý anh chị và các bạn nhé. Bên trên này thì chúng ta có đây là một chiếc Honda CR-V phiên bản 2.4 TG với năm sản xuất 2016. Chiếc xe này mang biển số gốc tỉnh đã rút hồ sơ, hiện đang được chào bán tại Car Center với giá cực kỳ là hợp lý, chỉ có hơn 600 triệu đồng một chút mà thôi, 5 chỗ gầm cao. Thương hiệu đã được khẳng định đến từ Honda. Cụ thể ở đây 645 triệu cho một chiếc Honda CR-V phiên bản 2.4 TG. Và ở đây thì chúng ta có một chiếc Toyota Wigo với năm sản xuất là 2020. Chiếc xe này lăn bánh cũng khá là ít và hiện đang được chào bán với giá là 355 triệu đồng. Biển số gốc thành phố quý anh chị và các bạn nhé. Một chiếc xe cỡ nhỏ hạng A phiên bản hatchback. Và ở đây chúng ta có một chiếc xe gầm cao 7 chỗ, 5+2 chứ không phải là 7 chỗ, đến từ thương hiệu Nissan, một chiếc Nissan X-Trail phiên bản SV Premium 2 cầu 4WD. Sản xuất 2018,
Và giá hiện đang được bán tại Car Center là 685 triệu đồng, có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn nhé. Một mẫu xe cực kỳ thực dụng đến từ thương hiệu Nissan của Nhật. Bên cạnh chiếc xe này cũng là đến từ Nhật Bản, một chiếc Toyota Yaris phiên bản 1.5G sản xuất 2019 với biển số là biển số gốc thành phố này, và lăn bánh chuẩn 60.000 km đầy đủ full lịch sử bảo dưỡng tại chính hãng Toyota. Màu vàng chanh, nội thất kem. Giá hiện đang được chào bán tại Car Center 559 triệu đồng, có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn. Toàn bộ các mẫu xe bên em đều có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa là 70% giá trị xe, cũng như là cam kết bằng văn bản hợp đồng về chất lượng xe bán ra tại Car Center. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại gọi ngay đến hotline của Car Center, hoặc là đơn giản chỉ cần để lại bình luận số điện thoại để Car Center có thể nắm bắt được thông tin và tìm đến tư vấn hỗ trợ mình một cách nhanh chóng tận tình nhất. Em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.